Chào các em, hôm nay đến tiết vật lý 8 thì cô sẽ hướng dẫn mấy em bài bài mới. Thì ở đây mấy em thấy là về khinh khí cầu. Nó sẽ hoạt động như thế nào? Vì mấy em đã học về áp suất của chất lỏng, chất rắn và chất khí. Chất khí thì cái bài áp suất khí quyển mấy em đọc rồi, sách giáo khoa bài đó cô không dạy. Thì ở đây người ta nói là gì, khi kéo nước từ giếng lên ta thấy gào nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước, tại sao? Thì để giải thích cái hiện tượng này chúng ta đi nghiên cứu vào cái bài mới là bài lực đẩy Archimedes. Phần 1 La Mã là tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó. Một nhỏ là thí nghiệm sách giáo khoa chúng ta có đó. Thì đầu tiên chúng ta treo một cái nhiệt kế và một cái quả nặng vào trên cái giá, và chúng ta đo được trọng lượng của quả nặng là giá trị B. Thì em thấy nó được là về 3 newton. Bây giờ khi chúng ta nhúng quả nặng này vào trong nước thì nó sẽ có giá trị B1 nó sẽ bằng 2 newton. Như vậy B nhỏ hơn B1, B nhỏ hơn B1 chứng tỏ điều gì? Hoặc là ngược lại. Thì ở đây em thấy B1 nó sẽ nhỏ hơn B. Thì điều này chứng tỏ như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là gì, khi nhúng vào trong chất lỏng thì chúng ta sẽ mất đi một cái trọng lượng của nó là 1 newton. Như vậy chứng tỏ rằng là ở dưới chất lỏng nó sẽ có một lực hướng lên. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó. Về phần thí nghiệm, câu C1 là người ta treo một vật nặng vào lực kế chỉ B, nhúng vật nặng vào trong nước, lực kế chỉ giá trị B1. B là chúng ta có 1, 2, 3, 4 newton. Giá trị B là 4 newton. Bây giờ chúng ta nhúng vào trong nước thì nó sẽ còn lại 3 newton. Như vậy là vì B1 nó sẽ bằng 3 newton, B nó bằng 4 newton. Như vậy B1 nó sẽ nhỏ hơn B. Như vậy chứng tỏ điều gì? Như vậy khi treo vật nặng vào lực kế gì chỉ giá trị B là 4 newton, nhúng vật nặng chìm vào trong nước lực kế chỉ giá trị B1, thì chúng ta thấy là B nó lớn hơn B1. Câu C1, B1 nhỏ hơn B chứng tỏ chất lỏng đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Đó là câu C1. Hãy nêu đặc điểm của lực tác dụng lên vật trong thí nghiệm. Thì lực này nó có là gì? Em phương là phương thẳng đứng chiều từ dưới đi lên. Và lực này người ta gọi là lực đẩy Archimedes. Nè, ép đẩy có là điểm đặt vào vật phương thẳng đứng chiều hướng từ dưới lên. Từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng. Như vậy là gì? Một vật nhúng vào trong chất lỏng thì nó sẽ bị chất lỏng tác dụng vào một lực đẩy thẳng đứng từ dưới lên, và lực này người ta gọi là lực đẩy Archimedes, và người ta ký hiệu là chữ FFA. Chúng ta sang phần 2 là La Mã là độ lớn của lực đẩy Archimedes. Chúng ta phần 1 nhỏ là dự đoán. Thì mấy em thấy rằng là về cái phần dự đoán này, mấy em đọc vào sách giáo khoa vẫn có phần dự đoán truyền thuyết của lực đẩy Archimedes. Khi mà ông ta nằm ở trong bụng tắm để tìm ra cách mà xem có ông thợ kim hoàng, ông có ăn gian, ông có tức là ông có pha vàng với đồng không, khi làm cái vương niệm cho vua. Thì cái này là cái truyện truyền thuyết. Và người ta dự đoán như thế nào? Thì truyền thuyết kể rằng một hôm Archimedes đang nằm trong bồn tắm đầy nước, chợt phát hiện ra rằng ông nhấn chìm người trong nước càng nhiều thì lực đẩy do nước tác động lên ông càng mạnh. Dựa trên nhận xét này, Archimedes dự đoán là độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Như vậy dự đoán là vậy, độ lớn của lực đẩy Archimedes lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, độ lớn là FA và cái trọng lượng của phần chất lỏng là ký hiệu là chữ B, trọng lượng là chữ B, tức như là B nước đó. Bây giờ chúng ta sang cái phần là thí nghiệm kiểm tra xem cái dự đoán của ông Archimedes này đúng hay là sai. Bây giờ bước 1 là chúng ta đo B1, đo trọng lượng của cốc và vật.
Cái bước 2 là chúng ta nhúng vật vào trong trong nước và nước tràn ra ngoài, đo trọng lượng B2. Và chúng ta so sánh B2 và B1. Bước 4 là chúng ta đổ nước tràn ra vào cốc và chúng ta so sánh B1 và B3. Nếu chúng ta B1 và B3 bằng nhau thì là dự đoán đúng, còn nếu như B1 và B3 không bằng nhau thì dự đoán là sai. Bây giờ đầu tiên bước 1 nè, đo trọng lượng B1 của cốc và vật. Cốc vật treo dưới đáy cốc. Chúng ta có là 3,5 N. Và chúng ta nhúng cái này vào trong nước. Có giá trị B, B2. Và nước từ trong cốc bình tràn này nó sẽ tràn sang cốc B. Lúc bấy giờ lực kế chỉ giá trị B2 là 3 N. Thì chúng ta thấy rằng B2 nó sẽ nhỏ hơn B, B1 chúng ta mất đi 0,5 N. Tức như là 0,5 N này chính là lực đẩy Archimedes. Giờ chúng ta đổ nước của cốc B này vào ở trong cái cốc A, xem coi nó có bằng 3,5 N hay là không. Cho giá trị B, B3 thì nó bằng 3,5. Như vậy là B1 và B3 nó bằng nhau. Và như vậy là gì đây? Cái lượng mà nước tràn ra ngoài, trọng lượng của phần nước tràn ra ngoài nó sẽ bằng với lực đẩy Archimedes. Như vậy cái phần dự đoán là đúng. Lực đẩy Archimedes bằng với trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Cái phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ là cái phần nước mà cái bình tràn nó tràn ra ngoài cái cốc B. Như vậy qua cái thí nghiệm kiểm chứng này chúng ta thấy rằng dự đoán của ông lực đẩy Archimedes là đúng. Chúng ta quan sát lại lần nữa các bước thí nghiệm. Thì cái phần thí nghiệm này mấy em xem và mấy em tự nghiên cứu xem chứng minh ha. B2 thì B3 thì bằng B2 cộng cho B nước, là B nước là nước tràn ra ngoài. Còn B1 là bằng B2 cộng FA. Nếu FA thì bằng B1 trừ B, B2. Và cuối cùng chúng ta chứng minh rằng B3 bằng B, B1 thì dự đoán của lực đẩy Archimedes là đúng. Vật càng nhúng chìm nhiều thì phần nước dâng lên càng lớn và lực đẩy Archimedes càng lớn. Chúng ta sang phần 3 nhỏ là công thức tính lực đẩy Archimedes. Thì chúng ta có lực đẩy Archimedes bằng trọng lượng riêng nhân trọng lượng riêng của chất lỏng nhân cho thể tích. FA bằng D nhân V, trong đó FA là độ lớn của lực đẩy Archimedes. Thì em lưu ý là gì? Nếu như là lực thì đơn vị nó là Newton. V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, thì V đơn vị là mét khối. V là thể tích, đơn vị là mét khối. D là trọng lượng riêng của chất lỏng. Nghe vậy, trọng lượng riêng của chất lỏng ký hiệu là Newton trên mét khối. Thì em thấy là vậy, đây là bài tập của cho ở ngoài. Một khối gỗ có thể tích là 0,5 mét khối, tính lực đẩy Archimedes tác dụng lên khối gỗ khi nó được nhúng chìm hoàn toàn trong nước và biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N trên mét khối. Thì em tóm tắt là chúng ta có cái gì đây? V bằng 0,5 mét khối, D bằng 10.000 N trên mét khối. Chúng ta sẽ tính FA bằng bao nhiêu N? Thì chúng ta sẽ có là 5.000 N. Bài số 2. Thì một khối gỗ có thể tích là V, lực đẩy Archimedes tác dụng lên khối gỗ được nhúng chìm hoàn toàn trong dầu hỏa là 10.000 N, biết trọng lượng riêng của dầu hỏa là 8.000 N trên mét khối. Tính thể tích của khối gỗ. Thì mấy em thấy là gì? Chúng ta tóm tắt F là bằng 10.000 N, D là bằng 8.000 N trên mét khối. Và V, chúng ta tính V. Chúng ta có FA bằng D nhân V, suy ra V bằng FA chia D. Chúng ta được 1,25 mét khối. Chúng ta sang phần 3 là mã là phần vận dụng. Giải thích hiện tượng nêu ra ở đâu? Đầu bài. Thì khi mà cái gầu nước còn ở trong nước, các em thì nó chịu lực đẩy
smack từ dưới đi đi lên, cho nên là gì, nó sẽ nhẹ hơn so với nước ở ngoài không không khí. Câu C5 là một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được chúng chìm vào trong nước, hỏi thỏi nào chịu lực đè Arsenic lớn hơn. Thì em thấy rằng là gì đây, công thức tính lực đè Arsenic Fa bằng D nhân V là bằng trọng lượng trên khối chất lỏng và thể tích của vật. Như vậy là gì, hai cái thỏi này nó có thể tích bằng nhau và đều nhúng vào trong nước hết, thì lực đè Arsenic nó sẽ bằng nhau. Thế là tại vì như là chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ thôi. Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào nước, một thỏi được nhúng chìm vào dầu, hỏi thỏi nào chịu lực đè Arsenic lớn hơn. Thì em thấy là gì, Fa bằng D nhân V, như vậy hai thỏi này nó có cùng thể tích thì V nó sẽ bằng nhau. Và là gì, trọng lượng riêng của dầu và trọng lượng riêng của nước, nếu như hai cái vật này trọng lượng riêng của cái chất lỏng nào lớn thì lực đè Arsenic nó sẽ lớn. Bây giờ mấy em nhìn nè, Fa1 bằng D nước nhân cho V1, Fa2, tức là Fa2 là lực đè Arsenic của dầu nhân đi cho V2. Trọng lượng riêng của nước là 10.000 newton, còn trọng lượng riêng của dầu là khoảng 8.000. Như vậy là vậy, D nước lớn hơn D dầu, cho nên chúng ta sẽ có F1 lớn hơn F2. Fa1 lớn hơn Fa2. Thế là chúng ta nhúng vào trong đó. Thì mấy em về, mấy em nghiên cứu cái biển chết Israel ở Jordan, hay người, tại sao người ở trên mặt biển chết thì không chìm, có thể nằm đọc báo. Thì cái bài này liên quan đến cái bài sự nổi của tiết sau, thì tiết sau chúng ta sẽ học cái bài sự nổi. Và tại sao chúng ta thấy là thuyền có thể là nổi trên mặt nước, và khinh khí cầu có thể bay trên không trung. Thì cái này là chúng ta nghiên cứu về cái bài sự nổi của cái tiết tiếp theo. Thì chào các em, bài học đây là kết thúc.